mời các bạn cùng Quyền khám phá ngôi nhà ma nổi tiếng ở Long Hải và xem cái kết như thế nào nha. Đây là thổ địa đây nè, đã từng lên ngôi nhà ma và đã thấy rồi nè, đúng không? Em đã thấy cái gì trên cái ngôi nhà ma đó, em có thể lại là đi với bạn lên là bạn chứ không thấy, bạn đi trước không thấy, mình đi sau mình thấy. Là bạn xuống. của anh cầm camera lên trước hả? Lên cầm camera mà không thấy, mà mình đi sau lại mình thấy. Mà mình đi khoảng cái giờ nào vậy? 12 giờ trưa. Ngay giờ ngọ luôn. Đúng. Ghê vậy. Mà mình thấy cụ thể mình thấy cái gì? Rất mình là ớn. Ớn. Nói chung không nói được. À, lại đổ mồ hôi luôn rồi. Okay. Dọn đi. Ghê quá. Ghê quá. Cái chỗ cái hành lang cái lan can trắng trắng gì vậy? Lan can trên đó đó. Lên nghe lan can nó thì sao? Là bảo đảm thấy 100% luôn. Thấy cái gì? Thấy linh hồn ra rõ ràng luôn. Ghê vậy. Rồi. Bây giờ là 23 giờ 27 phút. Theo bạn thổ địa của mình ở Long Hải thì có chia sẻ là chỗ này là có một cái ngôi nhà bỏ hoang rất là nổi tiếng ở Long Hải. Thì cái nhóm của mình á cũng rất là muốn lên đây khám phá như thế nào, nhưng mà tường rào đồ cổng kính rất là cao. Ở đây rất là tối, rất là âm u. Nhìn rất là, nói chung là cũng hơi nổi da gà xíu ha. Đó. Thì nếu mà có dịp mình sẽ khám phá bên trong. À, coi bên trong sẽ có cái gì. Thì mời bạn đi theo đây. Đây rất là cái cổng rất là cao. Thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn cái nội dung của chạy xe quay lên đường này nè. Đây ha. Đây đó. Bây giờ tôi quyết định là chạy xe lên này để hướng lên cái ngôi nhà luôn. Các bạn hãy đón xem clip sau để biết cái kết như thế nào nha.